Thì nội dung là bao gồm có đặt vấn đề, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, kết quả bàn luận, kết luận và kiến nghị. Thì COVID-19 nó là một bệnh truyền nhiễm do virus SARS-CoV-2 và nó đã trở thành đại dịch ở toàn cầu. Và biểu hiện này thì rất là đa dạng, từ không triệu chứng cho đến rất là nặng, nguy kịch, phải nhập khoa hồi sức tích cực. Do đó thì nó là một thách thức lớn đối với hệ thống y tế. Và tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán nó là dựa vào real time PCR dịch đường hô hấp trên. Tuy nhiên trong một số trường hợp á, thì các lớp vi tính ngực phát hiện giúp phát hiện sớm COVID-19 khi mà real time PCR âm tính giả. Trên thế giới thì có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, điển hình như là nghiên cứu của Frankl vào năm 2020, nghiên cứu về mối tương quan giữa thang điểm độ trầm trọng trên trục các lớp vi tính với độ trầm trọng và tia lửa ngắn hạn ở 130 người bệnh mắc COVID-19. Và nghiên cứu của JS năm 2021 đó là về tương quan giữa thang điểm độ trầm trọng trên trục các lớp vi tính với các cái chỉ số lâm sàng ở 902 người bệnh trong độ tuổi trưởng thành mắc COVID-19. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chưa có cái nghiên cứu nào về đánh giá về mối tương quan giữa hình ảnh các lớp vi tính và cái mức độ nặng lâm sàng và các lâm sàng khác, cận lâm sàng khác. Do đó mà chúng em thực hiện nghiên cứu nhằm mục tiêu là thứ nhất mô tả đặc điểm hình ảnh của tổn thương phổi trên trục các lớp vi tính ở người bệnh COVID-19. Thứ hai là khảo sát tương quan giữa thang điểm độ trầm trọng trên trục các lớp vi tính với phân loại mức độ nặng trên lâm sàng ở người bệnh COVID-19. Về dân số chọn mẫu đó là chúng em có 80 người bệnh được chụp được chẩn đoán COVID-19 và được chụp cắt lớp vi tính ngực tại khoa chẩn đoán ảnh Bệnh viện Nhân dân Gia đình từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Về tiêu chuẩn chọn mẫu đó là người bệnh được chẩn đoán COVID-19 qua xét nghiệm xác định virus từ dịch đường hô hấp trên bằng kỹ thuật real time PCR, được chụp cắt lớp vi tính ngực và tuổi từ 18 trở lên. Tiêu chuẩn loại trừ đó là hình có nhiều sẹo ảnh khó nhận định, hồ sơ bệnh án không đầy đủ và người bệnh có tiền căn là ca phổi, lao phổi, phẫu thuật cắt phổi, xẹp phổi và bệnh phổi mô kẽ. Về phương pháp nghiên cứu là mô tả cắt ngang thời điểm thời gian thu thập số liệu là từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Về địa điểm chọn mẫu đó là khoa chẩn đoán ảnh Bệnh viện Nhân dân Gia đình, cơ mẫu là Thuận Tiện. Về biến số nghiên cứu thì chúng em có là biến số về đặc điểm chung như là tuổi, giới, bệnh nền, về biến số lâm sàng và biến số chẩn đoán hình ảnh, đặc điểm hình ảnh. Về biến số lâm sàng thì phân loại mức độ nặng lâm sàng gồm có 5 mức độ theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam là độ 1 không triệu chứng, độ 2 là mức độ nhẹ, độ 3 là vừa, độ 4 là nặng, độ 5 là nguy kịch. Đây là về biến số hình ảnh thì đây là các tính điểm cho mỗi thùy phổi bị tổn thương. Với mỗi thùy thì điểm sẽ là từ từ 0 điểm cho đến 5 điểm và hai phổi có 5 thùy thì điểm cắt lớp vi tính sẽ từ 0 đến 25 điểm. Sau đó là chúng em sẽ phân độ theo thang điểm độ trầm trọng trên các lớp vi tính ra làm 3 mức độ. Mức độ nhẹ là nhỏ hoặc bằng 7 điểm, mức độ trung bình là từ 8 đến 17 và nặng là từ 18 điểm trở lên. Về kết quả là thì tuổi là trung bình là 61,53, nhỏ nhất là 18 và lớn nhất là 85. Nghiên cứu cũng tương đồng với nghiên cứu của Frankl là tuổi trung bình cũng là 60 63 cộng trừ 15,8, tuy nhiên lớn hơn so với nghiên cứu của SAES. Và độ tuổi thường gặp là lớn hơn 50. Về giới tính thì là nam chiếm ưu thế hơn nữ và cũng tương đồng so với các nghiên cứu khác. Về bệnh nền là bệnh nhân đa số là có bệnh nền chiếm 77% và cũng tương đồng với nghiên cứu Frankl và lớn hơn nghiên cứu của SAES. Về phân loại mức độ nặng lâm sàng thì trong nghiên cứu chúng em thì mức độ 4 là chiếm tỷ lệ cao nhất. Tiếp đến là mức độ 3. Và khi so sánh với mức độ nặng trên lâm sàng với các nghiên cứu khác thì người ta gộp mức độ độ 1 đến độ 3 là thành nhẹ thì cũng cũng tương đồng với mức độ nhẹ là chiếm tỷ lệ cao nhất. Về các đặc điểm hình ảnh chủ yếu thì là đặc điểm kính mờ là đặc điểm chiếm chủ yếu là 56,3%, tương tự với nghiên cứu Frankl. Tiếp theo là các tiếp theo là tổn thương đông đặc. Các cái trong nghiên cứu Frankl thì hình ảnh lát kẹt không đều chiếm tỷ lệ cao hơn với nghiên cứu của chúng em, và tổn thương sơ thì chiếm tỷ lệ cao hơn so với nghiên cứu chúng em. Về tổn thương nhu mô phổi, về phân bố tổn thương nhu mô phổi thì
đa số là tổn thương ở hai phổi là chiếm 88%. Về vùng phân bố thì ở ngoại biên là chiếm đa số, và ngoại biên và vừa ngoại biên vừa trung tâm là thứ hai, và chỉ ở trung tâm thì chiếm tỷ lệ nhỏ. Tương tự với nghiên cứu Frankl thì tổn thương chủ yếu ở ngoại biên, và vừa ngoại biên vừa trung tâm là ưu thế. Phân bố theo vùng trên giữa dưới thì trong nghiên cứu chúng em thì phân bố ở tủy dưới là chiếm đa số với tỷ lệ là 55%. Tương tự với nghiên cứu của Frankl thì 51,5% tập trung ở tủy sau thì dưới hai phân thì sau thì dưới hai phổi. Về phân loại mức độ nặng trên các lớp vi tính thì trong nghiên cứu chúng em thì đa số là bệnh nhân ở mức độ trung bình, chiếm tỷ lệ là 45%. Về điểm các lớp vi tính trung bình theo phân độ của lâm sàng thì điểm trung bình chung là 13,1 cộng trừ 6,3, thì cái điểm trung bình này tăng dần theo với cái mức độ nặng của lâm sàng, với mức độ 5 là 17,5 cộng trừ 4,8 điểm. Tương quan giữa độ trầm trọng trên các lớp vi tính và phân loại mức độ nặng lâm sàng thì có tương quan mạnh với cái hệ số tương quan Kramer là 0,641 với độ tin cậy giá trị P nhỏ hơn 0,001. So sánh với nghiên cứu của Frankl thì cũng tương tự về cái các nghiên cứu Frankl cũng là có tương quan mạnh giữa cái mức độ trầm trọng trên các lớp vi tính và phân loại nặng trên lâm sàng, với điểm trung bình chung thì cũng tương tự. Và kết luận là đặc điểm hình ảnh tổn thương phổi trên chụp cắt lớp vi tính ở người bệnh COVID-19 là chủ yếu đó là hình ảnh kính mờ, tiếp đến là đông đặc, tập trung chủ yếu là ngoại vi và vùng dưới của hai phổi, và cái thang điểm độ trầm trọng trên chụp cắt lớp vi tính với phân loại mức độ nặng trên lâm sàng ở người bệnh COVID-19 là có tương quan mạnh. Qua nghiên cứu thì chúng em có một số kiến nghị, đó là cắt lớp vi tính nên được sử dụng trong trường hợp lâm sàng nghi ngờ bệnh COVID-19 nhưng kết quả real time PCR âm tính. Cắt lớp vi tính nên được sử dụng như là một cái phương tiện để hỗ trợ trong việc điều trị và tiên lượng bệnh COVID-19. Và chúng em cũng hy vọng là có những nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn để làm rõ hơn về tương quan của cắt lớp vi tính với lâm sàng cũng như các cái xét nghiệm lâm sàng khác và tác động của nó đến việc đưa ra quyết định lâm sàng. Sau đây là trường hợp minh họa. Trường hợp thứ nhất đó là bệnh nhân nam 58 tuổi vào viện vì khó thở và lâm sàng độ 3, thì ở đây chúng ta thấy là có tổn thương đông đặc kính mờ ở thùy giữa phổi phải và kính mờ rải rác ở các thùy hai phổi. Và điểm cắt lớp vi tính đó là 10 điểm. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 51 tuổi và viện vì khó thở với lâm sàng độ 5, thì chúng ta thấy là tổn thương lan tỏa hai phổi với kính mờ và sơ. Và điểm cắt lớp vi tính là 25 điểm. Và báo cáo của em đến đây là hết. Em xin cảm ơn cô và quý vị đã lắng nghe.